Paris ngày nắng trong veo. Quảng trường Trocadéro nằm ở phía tây thủ đô Paris, nơi có thể ngắm nhìn toàn cảnh tòa tháp Eiffel tráng lệ là biểu tượng tự hào của nước Pháp. Đây cũng là nơi mà những người tập Pháp Luân Công tại Pháp tổ chức sự kiện thường niên để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 13 tháng 5. Chương trình hôm nay nhằm mục đích chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 13 tháng 5. Đây là dịp mà chúng tôi, các học viên Pháp Luân Đại Pháp, chia sẻ với công chúng về vẻ đẹp và sức mạnh của pháp môn tu luyện Pháp Luân Công. Biểu diễn các bài động tác, cho họ cảm nhận vẻ an hòa, trường năng lượng tích cực và lợi ích của môn tu luyện. Từ khi còn ở trong quân đội Israel, tôi đã tìm hiểu nhiều môn luyện tập như Zonka, khí công, và tôi đã tìm thấy môn Pháp Luân Công với những bài tập thật nhẹ nhàng và ôn hòa. Tại Pháp, mọi người có thể tự do tập luyện Pháp Luân Công ở khắp mọi nơi, ở các công viên, quảng trường, v.v. Khi chúng tôi tổ chức các cuộc diễu hành, các sự kiện, hay thỉnh nguyện trước Đại sứ quán Trung Quốc, hoặc đã diễu hành trong Paris, chính phủ Pháp luôn cấp giấy phép cho chúng tôi. Chúng tôi có rất nhiều hoạt động hàng năm. Chính phủ Pháp luôn ủng hộ chúng tôi và bảo vệ chúng tôi. Các học viên gặp gỡ những người dân, các du khách và chia sẻ với họ về sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, về sự tàn ác của chính quyền Trung Quốc vẫn đang tiếp tục bức hại các học viên Pháp Luân Công. Nhiều người đã ký vào đơn thỉnh nguyện gửi đến chính phủ Pháp, yêu cầu hãy có tiếng nói, có hành động buộc Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại này. Ở Pháp, càng ngày càng có nhiều người biết đến sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và hiểu rõ về cuộc bức hại tàn ác đang diễn ra tại Trung Quốc, hiểu rõ những tuyên truyền giả dối từ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Là một người Pháp, tôi rất vui khi biết được ở Việt Nam ngày càng có nhiều người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đó là một tin rất tốt lành. Các bạn thật may mắn được sống ở châu Á với nền văn hóa truyền thống hòa bình, lâu đời, tươi đẹp. Và còn may mắn hơn khi các bạn đã được học Pháp Luân Công. Đây là một hạnh phúc lớn cho Việt Nam khi môn tu luyện Pháp Luân Công được biết đến rộng rãi. Là điều may mắn cho mỗi đất nước khi Pháp Luân Công được phổ biến và được ủng hộ. Đó là điều tốt cho hòa bình của một đất nước, cho tương lai và cho hạnh phúc của nhân dân. Tôi hy vọng một ngày được đến Việt Nam, được cùng tập Pháp Luân Công với các học viên Việt Nam.